Chào mọi người, mình là Hiền đây. Hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn mọi người cùng nhảy bài mới của Blackpink với comeback hôm nay. Đó là bài Love Sick Girl nhé. Thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn mọi người hai phần điệp khúc, đó là phần điệp khúc 1 và phần điệp khúc 2. Đầu tiên đối với điệp khúc 1 thì mình sẽ nhảy mẫu cho mọi người nhá. Nửa đầu của điệp khúc 1 này. 5, 6, 7, 8. We are the love sick girl. Da 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 da. Lần này 3 4 đây đúng không? Bật lên.
tôi chưa không vui là mọi người sẽ bật lên. Đó, tiếp xúc chân phải chân nha. Đá như này, bật lên này. Ok, và đồng thời bật chân tay nhá. Bật. Đấm. Được chưa? Bật lại nhá. À, đi từ đây đúng lần. Tiếp theo, bật. Bật. Đứng lại. Hất xuống. Tiếp theo, bật. Và đấm. Ok, sau đó người thu cái chân trái về tay vòng và sau đó đặt ở vai này, mình hất hai lần, đó ngửa ra nhìn ra. Ok, tiếp theo lắc hai tay lên thì đồng thời đá cái chân phải này, đổ trụng chân trái vào nha, đá chân phải chéo chéo lên như đá cầu ấy, đá lên, đồng thời người sẽ đổ qua trái và đầu cũng ngửa ra này, tay như này và sau đó di chuyển là xong. Rồi bây giờ mọi người sẽ nhìn cho mình thật là chậm nha. 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4 và 5, 6 và 7 và 8, 1 và 2, 3 và 4, 5, 6, 7 và 8, 1, 2, 3, 4 và 5 6 7 8 1 2 và 3 4 về 5 6 và xoay và hất. Kết thúc. Thở chậm này. 5 và bây giờ là nhanh. Bây giờ bạn nhịp nhanh nha. 5 6 7 8 1 2 3 4 và 5 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4 và 5, 6 và 7 và 8, 1 và 2, 3 và 4, 5, 6, 7 và 8, 1, 2, 3, 4 và 5, 6, 7, 8, 1, 2 và 3, 4, 5, 6 và 7, 8. Ok, bây giờ thì mình sẽ ghép nhạc cho các bạn. 5, 6, 7, 8, đi. 5, 6, 7, 8. We are the love seeker. Ta 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 ta. We are the love seeker. Ta 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 ta. Ok, đến phần thứ hai của điệu khúc 1 mình sẽ lại nhảy, mình dẫn cho các bạn lại lần nha. Các bạn sẽ hình dung này. 5 6 7 8. Lần đầu 5 6 7 8 ta 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 ta. Tu bi la ta ta.
người xoay cái gót lại để hông phải lên như này đấy. Ba lần tiếp theo này, chân thủy thẳng tay về đây và sau đó người làm sóng sang phía bên phải, hông chân trái về thắt tay xuống, tiếp theo lên về trên mặt xíu nhá, đưa ra và đầu mình quan sát và về và trái tim xong. Bây giờ mình sẽ cách nhìn thật là chậm,
Bây giờ là đến phần 2 của điểm cấp 2. Đây, lúc trước người ta gửi đây đúng không? Ok, từ 4.000 tiếp theo di chuyển thì mọi người không di chuyển xuống nữa. Mọi người sẽ đưa tay như này. Xuống, đó. Sau đó không di chuyển 4.000 như thế này. 1, 2, 3, 4. Ok, tiếp theo thay đổi tiếp này. Tay chân ngang. Tay như này đúng không? Tiếp theo hai tay đưa lên. Tay phải chọc xuống, tay trái chọc ngang. Tiếp theo đổi và đổi và đổi, nhìn kỹ tay cho mình nhá, lúc nào cũng phải đưa lên này, sau đó chọc này, đưa lên này, chọc này, lên chọc này, bốn lần này. Ok chưa, lúc nào phải đưa lên, sau đó mình chọc hướng nào thì tính sau. Ok chưa, xong nhá. Di chuyển lại này, một lần này, hai, ba, 4, 5, 6, 7, 8. Tiếp theo là hướng ngược lại không? 2, 2, 3, 4. Nhưng tay như thế nhé. 5, 6, 7, 8. Tay chọc thì như thế. Chỉ là hai cái này thì đủ chiều để một người di chuyển. Được chưa? Bây giờ thêm một lớp chân này. Như tay làm như này. Tay chọc, tay trái chỉ qua ngang được chưa? Thì chân phải ra. Ok, đổi. Chéo và đổi và đổi. Ok, lại này. 5, 6, 7 và 8 đi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ok, phần tiếp theo thì mình sẽ lại làm ta 6 này, 7, 8 này. But while we still looking for love. Ok, là thì mình sẽ và nhìn cho các bạn thật là chậm. Phần thứ 2 của điểm 2. 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4. Repeat. 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4 và 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ok, nhanh nhé. 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Rồi bây giờ thì mình sẽ đến cả phần điểm khúc 2 cho các bạn. Chỉ các bạn thay đổi thì thay đổi thôi. Còn phần nào mà mình không hướng dẫn lại thì phần đó sẽ giữ nguyên nha. 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3 và 4 và 5, 6 và 7, 8, 1 và 2, 3 và 4, 5, 6, 7 và 8, 1, 2, 3, 4 và 5, 6, 7, 8, 1, 2 và 3, 4, 5, 6, 7 và 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 và 8, 1,
kinh doanh. Hãy nhớ like và